Em Hoàng Dân, cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Anh Ba, kính chào cô chú và kính chào quý anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị một bộ sản phẩm kéo đọt cho các loài cây trồng, nhất là cây sầu riêng. Như quý anh chị, như quý anh chị đã biết, thời điểm này là cây sầu riêng đã bước vào giai đoạn là thu hoạch xong rồi, thì bắt đầu ta tiến hành phục hồi sau thu hoạch. Thì phục hồi sau thu hoạch cho cây sầu riêng, một bước không thể thiếu đó là mình kéo cối đọt, kéo cối đọt để cho cây khỏe mạnh, ra cối đọt đầy đủ cái bộ lá để làm cái vụ mới. Như quý anh chị thì kéo đọt bằng sản phẩm nào, thì hôm nay em dân xin giới thiệu cho quý anh chị cái bộ sản phẩm em dân đang tin tưởng sử dụng và được quý bà con và anh chị đánh giá là một trong những sản phẩm chất lượng nhé quý anh chị. Đó là sản phẩm phân bón lá 30-10-10 cộng TE. Sản phẩm 30-10-10 này là của công ty BM nhé quý anh chị. Trên thị trường thì cũng có rất là nhiều sản phẩm 30-10-10, nhưng mà em dân vẫn tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm BM này, vì sản phẩm BM này được bà con đánh giá là một trong những sản phẩm chất lượng. Đấy, sản phẩm 30-10-10 thì với lưu lượng là gói 250 g này, thì quý anh chị cho em dân là hai gói này cho 200 lít nước nha quý anh chị, 200 lít nước. Thì cái thứ hai quý anh chị kết hợp với 30-10-10 đó là sản phẩm Nova, tên là Aminoplan nha quý anh chị. Aminoplan này là sản phẩm của công ty Vĩnh Thành, là nguyên liệu là của Mỹ, với thành phần là chiết xuất từ cá và thực vật nhé, giúp cây xanh dày lá mập thân, rồi là cây khỏe mạnh, giúp đấm đọt rất là mạnh như quý anh chị phát rễ. Thì sản phẩm Amino trên thị trường cũng có rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà em dân vẫn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Vĩnh Thành. Thì sản phẩm của công ty Vĩnh Thành là một trong những công ty có tiếng trên thị trường này quý anh chị nhé. Thì cái bộ này Amino này được em dân kết hợp với 30-10-10, và cái thứ ba nữa đó là combi của anh chị ạ. Cái combi này bổ sung cho cây trồng là magie, lưu huỳnh, bo, đồng, sắt, măng gan, rồi molybden, kẽm, đầy đủ dưỡng chất để cho cây phát triển đồng đều như quý anh chị. Combi vi lượng này một trong những là chất không thể thiếu cho cây trồng được, thì em dân vẫn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty BM, đó là combi BM. Thì bộ ba này em dân đang cho phun kéo cơi, thì kéo cơi cho cây sầu riêng sau thu hoạch đó, và kéo cơi để cho cây phát triển đó, là mạnh trong thời kỳ mình thu hoạch xong. Thì một bước rất là quan trọng đó là kéo cơi. Thì hiện tại em dân đang cho sử dụng cái bộ là 30-10-10, Amino và Combi, bộ ba loại này. Cái bộ ba loại này thì giá thành cũng rất là rẻ nha quý anh chị, nó không có đắt lắm đâu. Thì hiện tại cái gói 30-10-10 này, một gói em dân là bán là 40 ngàn, thì một phí là hai gói là 80, 80 cộng với chai Amino này 90 là 170, 170 cộng với gói Combi 30 là 200 nha quý anh chị, là một phí 200 ngàn giá em dân đang bán tại cửa hàng. Thì bộ này quý anh chị có thể xịt cho sầu riêng này, rồi xịt cho các loại cây trồng mà cây mình cằn cỗi mà kém phát triển á, thì quý anh chị có thể phun cái bộ này xài rất là ok nha quý anh chị. Thì hôm nay em dân xin chia sẻ cái bộ kéo kéo đọt phục hồi sau thu hoạch cho cây sầu riêng, và quý anh chị có thể phun cho các loại cây khác đều rất là tốt. Quý anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ cho em dân theo số điện thoại trên màn hình nhé quý anh chị. Đấy, số điện thoại em dân để trên màn hình nhé, quý anh chị có thể liên hệ và kết bạn cho em dân theo số điện thoại đó, thì em dân sẽ gửi hàng về tận nơi cho quý anh chị. Quý anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em dân nhé. Thì video đến đây kết thúc, em dân xin kính chào quý anh chị, hẹn quý anh chị trong những video tiếp theo.